Gần đây lướt trên YouTube tôi thấy rất nhiều video về lo-fi. Tôi tự hỏi, dòng nhạc này là dòng nhạc gì? Mà sao nhiều người nghe thế nhỉ? Nên tôi quyết định, trong video tôi tò mò lần này, tôi sẽ tìm hiểu về dòng nhạc này. Và tất nhiên với tiêu chí, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, chứ ai đãi kẻ nằm chơi bao giờ. Tôi lao vào rùi mài kinh sử, lục tung mọi ngóc ngách để tìm ra đáp án, nhằm thỏa mãn cơn tò mò của mình và của các ông nữa. Cuối cùng, tôi đã tìm ra Eureka! Ồ, cơ mà vào đến chỗ đã nhỉ? Lo-fi, viết tắt của low fidelity, là một dòng nhạc chứa các yếu tố không hoàn hảo trong chất lượng âm thanh và quá trình thu âm. Lo-fi ban đầu được biết đến là bản thu âm chất lượng thấp với các khuyết điểm về âm thanh, trái ngược với các sản phẩm high fidelity. Ví dụ như có nhiều tạp âm như tiếng mưa, gió hay lửa. Kể cả lỗi thao tác khi thu âm hay thu âm với thiết bị có chất lượng thấp. Vào những năm 1980-1990, lo-fi chỉ được coi như là một dạng âm thanh chân thực, chứ không phải là một sản phẩm chuyên nghiệp. Lo-fi được pha trộn bởi nhiều yếu tố như nhạc house, jazz, hip hop, cùng với những bản nhạc DIY, làm nhấn mạnh chất lượng âm thanh không hoàn hảo. Kết quả là tạo ra một thứ âm thanh dễ chịu thường được dùng làm nhạc nền, hay đơn giản là để tạo thêm chút thú vị cho một không gian yên tĩnh. Nhạc lo-fi ra đời từ rất lâu rồi, và tất nhiên chả ai biết nó ra đời từ khi nào. Được biết đến trong chương trình phát thanh nửa tiếng của William Berger hàng tuần trên đài phát thanh độc lập WFMU, viết tắt là... Thôi dài lắm chả đọc được. Đài này có trụ sở New Jersey, thực hiện từ năm 1986 đến 1987. Nhưng phải đến năm 2013, từ các kênh livestream YouTube, thì lo-fi mới được biết đến rộng rãi. Các nghệ sĩ làm nhạc lo-fi nắm bắt trào lưu này, dần tạo các playlist lo-fi trên YouTube livestream và các nền tảng phát trực tuyến khác nữa. Người đi tiên phong phát triển nhạc lo-fi đương đại cho đến nay được cho là một nghệ sĩ người Nhật. Nhạc nền của cho loạt phim hoạt hình năm 2004 Samurai Champloo đã tạo nên một mối liên kết không thể xóa nhòa giữa nhạc lo-fi và anime. Những hình ảnh luôn xuất hiện đi kèm với nhạc lo-fi. Ngoài những sự không hoàn hảo tạo nên khác biệt, giống như hip-hop, lo-fi sử dụng rộng rãi các vòng lặp của trống để tạo thành nhịp điệu. Ngoài ra, chúng có thêm hợp âm jazz. Giai điệu của những hợp âm jazz cũng là những yếu tố quan trọng trong hầu hết các bài hát lo-fi vì cái chất thư thái và du dương của nó. Tính thẩm mỹ của lo-fi được xác định dựa trên những sự méo mó trong âm thanh phát sinh trong quá trình thu âm và chất analog. Với hi-fi, các nhà sản xuất âm nhạc thường bỏ những hiệu ứng không mong muốn, nhưng tất cả điều này đã đem lại một sự giản dị, mộc mạc và đó là vẻ đẹp không hoàn hảo tạo nên sự khác biệt của lo-fi. Tuy nhiên, sự không hoàn hảo này cũng có những quy chuẩn nhất định của nó. Hình ảnh méo mó nổi bật nhất trong thẩm mỹ nhạc lo-fi là sự biến dạng hài hòa xảy ra khi một tín hiệu âm thanh được khuếch đại vượt quá dải dao động của một thiết bị. Lo-fi là những dòng nhạc dễ dãi, nên những chiếc tai nghe đắt tiền thường không phù hợp để nghe dòng nhạc này đâu. Do những sự không hoàn hảo sẽ được đẩy lên một cách quá rõ ràng khi đi qua bộ phát của chúng, làm mất đi sự tự nhiên giản dị của thứ âm nhạc này. Vì vậy, để gợi ý thì những chiếc tai nghe tầm trung là quá ổn để chiêu lo-fi rồi nha. Thêm nữa là nên chọn những chiếc tai nghe không dây và dễ đeo, nhằm giảm tình trạng đau tai khi đeo trong thời gian dài cũng như không bị bất tiện phải ngồi một chỗ. Nếu các ông thích phiên bản tôi vào lần này, đừng quên like, share, subscribe cũng như ấn nút chuông bên dưới để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Nào, hãy tìm một không gian yên tĩnh, ngả người ra một chiếc ghế thoải mái, đeo tai nghe vào và chill với lo-fi thôi. À đừng quên, stay curious.
Thank you.